30 tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức mới nhất và nóng đã diễn ra trong 24 giờ qua ở video sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lũ lụt tàn phá Trung Quốc, 25 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị khán giả, mưa lớn và bão khiến Trung Quốc chịu thiệt hại nặng nề về tài sản và hàng nghìn cư dân phải sơ tán. Theo báo cáo của tỉnh Cam Túc, 25 người đã thiệt mạng và hơn 1 triệu người tại địa phương này bị ảnh hưởng do mưa lớn và lũ lụt kéo dài trong suốt tuần qua. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa rào sẽ xuất hiện nhiều hơn trên cả nước và hôm nay khiến tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam có nguy cơ lũ lụt và sạt lở đất. Theo Reuters, 15 đường cao tốc ở tỉnh Tứ Xuyên đã ngừng hoạt động do ngập lụt và một cây cầu bị sập. Tính đến ngày hôm qua, lũ lụt đã gây thiệt hại tới 2,4 tỷ nhân dân tệ, hơn 433 triệu đô la Mỹ cho tỉnh. Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, thành phố Trùng Khánh gần đó hôm qua cũng phải sơ tán hơn 80.000 dân. Cơ quan khí tượng cho biết lượng mưa có thể vượt mức 80mm/giờ tại một số khu vực, đồng thời cảnh báo lũ lụt ở phía Đông Bắc, kêu gọi chính quyền ngừng các hoạt động ngoài trời và đề phòng sập đổ các cơ sở hạ tầng. Ngay cả vùng Nội Mông, vốn khô cằn và thường xuyên hạn hán cũng bị cảnh báo có thể xuất hiện lũ lụt. Mực nước trên sông Trường Giang, con sông lớn trải dài qua nhiều khu vực như Vân Nam, Giang Tô và Thượng Hải đã tăng mạnh và gây ngập lụt ở nhiều địa phương, đồng thời đưa nước vào đập Tam Hiệp khiến khối lượng nước tại đây sắp chạm tới mức kỷ lục. Mưa lớn cũng khiến sông Hoàng Hà ở miền Bắc Trung Quốc bị vỡ đê, cản trở hoạt động một đoạn đường sắt ở tỉnh Thiểm Tây. Mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy tấn công siêu đô thị phía Nam Quảng Châu trong tuần này đã khiến hàng triệu người phải di dời, tài sản và đất canh tác bị hư hại. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc không vừa qua đưa tin, miền Nam Trung Quốc dự kiến sẽ có những trận mưa xối xả từ nay đến giữa tháng, trong khi vẫn chưa có biện pháp giải quyết ngay lập tức cho khu vực rộng lớn và đông dân bị ngập lụt trong những trận mưa như chút trong tuần qua. Các nhà chức trách đã đưa ra cảnh báo về các hiện tượng thời tiết cực đoan ngay từ đầu mùa lũ. Trước mùa mưa, báo hiệu chuyển mùa từ xuân sang hè. Truyền thông địa phương đưa tin vào cuối ngày thứ Năm, một trận lốc xoáy đã tàn phá các khu vực của Quảng Châu vốn đang hứng chịu lượng mưa kỷ lục, cắt đứt nguồn điện cho hơn 6.800 người dùng ở thành phố rộng lớn phía Nam này. Theo truyền thông địa phương ở Quảng Châu, mực nước nguy hiểm với sóng cao ở lưu vực sông Châu Giang khiến chính quyền trung ương phải cử nhân viên phòng chống lũ lụt đến hỗ trợ. Một địa điểm quan sát trong thành phố đã ghi nhận một con sóng cao 2,45 mét hôm thứ Bảy vừa qua, cao nhất trong 22 năm. Cơ quan dự báo thời tiết ở tỉnh Phúc Kiến gần đó hôm qua cảnh báo rằng lượng mưa kỷ lục gần đây sẽ kéo dài sang tuần tới, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra thiên tai. Cảnh báo thiên tai được các tỉnh khác đưa ra trong tuần này đã thúc đẩy nỗ lực cứu trợ khẩn cấp khi đường phố chìm trong nước, đường cao tốc bị cô lập và đất nông nghiệp bị ngập úng. Trong khi đó, nhiệt độ ở miền Trung và miền Bắc Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao bất thường trong tuần tới, lên đến hơn 40 độ C. Thời tiết nắng nóng bất thường đã bao trùm thủ phủ Trịnh Châu của tỉnh Hà Nam, nơi hứng chịu lũ mưa kỷ lục và bị tê liệt bởi lũ lụt kinh hoàng vào mùa hè năm ngoái. Trung Quốc có truyền thống dễ bị lũ lụt nhất. Trong thời gian gần đây, nước này ngày càng chịu nhiều thiên tai hơn do nạn phá rừng bừa bãi, khai hoang các vùng đất ngập nước và tích trữ nước để phát điện và tưới tiêu không có quy hoạch. Nguyên nhân được cho là do biến đổi khí hậu làm gia tăng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt khi lượng mưa và nhiệt độ đạt mức cao mới. Biến đổi khí hậu đã mang lại những tác động tiêu cực nghiêm trọng đến hệ thống sinh thái tự nhiên của Trung Quốc, tiếp tục lan rộng và thâm nhập vào nền kinh tế và xã hội. Chính phủ cho biết trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu quốc gia được công bố hôm đầu tuần, tài liệu cho biết biến đổi khí hậu không chỉ là tạo ra những thách thức lâu dài mà còn khiến Trung Quốc dễ bị tổn thương hơn trước các sự kiện đột ngột và cực đoan. Các bệnh truyền nhiễm, sâu bệnh và thời tiết khắc nghiệt cũng là mối nguy hiểm ngày càng tăng đối với sức khỏe cộng đồng. Tài liệu cho biết chính phủ sẽ hiện đại hóa các hệ thống phòng chống thiên tai liên quan đến khí hậu và giảm tính dễ bị tổn thương của nền kinh tế cũng như các hệ sinh thái tự nhiên. Trung Quốc cũng sẽ đặt mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá rủi ro và tác động khí hậu trên toàn quốc vào năm 2035, đồng thời sẽ yêu cầu các dự án lớn đưa khí hậu vào đánh giá tác động môi trường.
Tài liệu cũng đề cập Trung Quốc sẽ tăng cường giám sát tại các sông và hồ để tăng cường kiểm soát lũ lụt và cải thiện an ninh cấp nước. Trung Quốc cũng sẽ cải cách giá nước và áp đặt các mục tiêu tiêu thụ ràng buộc ở các vùng trọng điểm nhằm mục đích cắt giảm cường độ nước. Lượng nước được sử dụng trên một đơn vị tăng trưởng kinh tế 18% trong giai đoạn 2021-2025. Trung Quốc là quốc gia phát thải carbon lớn nhất thế giới, đã cam kết sẽ đưa lượng khí thải nhà kính lên mức đỉnh điểm trước năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060. Hơn 140 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Trung Quốc năm nay. Theo Đại Quỷ Nguyên cho biết, theo bản tin thống kê do Bộ Tài nguyên nước của Trung Quốc đại lục phát hành, dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở đại lục năm nay là 140 triệu người. Và thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 7,8%, 12,8 tỷ nhân dân tệ. Trang China News hôm nay dẫn báo cáo cho biết, trong mùa lũ năm nay, những trận lũ lớn vượt quá mực nước đảm bảo đã xảy ra ở dòng chính của vùng trung lưu sông Dương Tử và khu vực Hồ Đông Tinh, nước dâng cao thứ 3 và thứ 4. Một số con sông vừa và nhỏ như sông Jiu và sông Sun, các nhánh của sông Hàn, sông Zhuanglang và sông Qingyan, các nhánh của sông Hoàng Hà đã trải qua những trận lũ lớn vượt quá kỷ lục lịch sử. Các trận lốc xoáy, lở núi nghiêm trọng và thảm họa dòng chảy mảnh vụn đã xảy ra ở các tỉnh Thiểm Tây, Hồ Nam, Vân Nam và các tỉnh khác. Số liệu thống kê cho thấy dân số bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trên toàn châu lục là 140 triệu người, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng là 166 triệu hecta, khu vực thiên tai là 102 triệu người và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 73,8 tỷ nhân dân tệ, thiệt hại 15,6 tỷ nhân dân tệ đối với các công trình thủy lợi do lũ lụt làm hư hỏng. Hồ Nam, Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Giang Tây, Thiểm Tây, Vân Nam và các tỉnh khác bị ảnh hưởng nặng nề nhưng thảm họa lũ lụt nhẹ hơn bình thường. Ngoài ra, hạn hán năm nay là một năm vừa phải đến nghiêm trọng. Các khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán chủ yếu phân bố ở lưu vực sông Hoàng Hà và các khu vực ven biển Đông Nam, đặc biệt là ở Sơn Đông, Hà Bắc, Nội Mông, Sơn Tây, Thiểm Tây, Hà Nam, Cam Túc, Quảng Đông, Phúc Kiến và các tỉnh khác. Theo báo cáo, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi hạn hán trên toàn châu lục là 333 triệu hecta, lớn hơn một chút so với mức trung bình trong nhiều năm kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập là 1,3 triệu tấn, vượt xa mức trung bình trong nhiều năm kể từ khi thành lập chính phủ. Có thời điểm 19,18 triệu người dân nông thôn và 13,24 triệu gia súc lớn gặp khó khăn về nước tạm thời do hạn hán và 719 thành phố và thị trấn bị thiếu nước do hạn hán, ảnh hưởng đến 31 triệu người. Người ta chỉ ra rằng lưu vực sông Hoàng Hà đã trải qua hạn hán nghiêm trọng vào năm nay và lượng nước đổ vào các khu vực nước chính là 24,1 tỷ mét khối. Đây là năm khô hạn nhất kể từ khi số liệu đo đạc thực tế. Bé gái Hà Nam bị vùi lấp trong 24 giờ và được người mẹ cứu trước khi chết. Theo The Epoch Times đưa tin, trận lũ lụt ở Hà Nam đã giết chết nhiều người, thảm họa do con người tạo ra. Trong thảm họa, nhiều người đã tự cứu mình và cứu nhau. Một trong những người mẹ đã tử vong sau khi cố gắng bế đứa con gái 3 tháng tuổi của mình đến nơi an toàn khi lở đất. Vừa qua, lực lượng cứu hộ đã giải cứu một bé gái đang khóc tại một trang trại ở làng Wangjongdian, thị trấn Kumiao, thành phố Xinjiang. Cô bé đã bị mắc kẹt dưới đống đổ nát. Một video về em bé được giải cứu đã lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Em bé đã được nhanh chóng đến bệnh viện và không ở trong tình trạng nghiêm trọng. Tôi nghe thấy giọng nói của đứa bé và lực lượng cứu hộ đã đến và giải cứu đứa trẻ. Nó bị mẹ ném lên nơi cao hơn, một thành viên trong gia đình có tên ông Zhao nói với Southern Metropolis Daily. Thi thể mẹ của bé gái vẫn chưa được tìm thấy cho đến hôm thứ Năm và lực lượng cứu hộ nói với giới truyền thông rằng cô ấy đang ở trong tư thế cứng đơ như thể đang cầm một thứ gì đó khi họ tìm thấy thi thể của cô bé. Một nhân viên cứu hộ tên là Yang nói với giới truyền thông, cô ấy đã nâng đứa bé vào thời điểm khẩn cấp nhất, vì vậy đứa bé gái có thể sống sót. Các báo cáo địa phương không nêu tên người mẹ hay đứa trẻ. Ông Zhao cho biết các nỗ lực cứu hộ gặp nhiều khó khăn do lối vào chính của ngôi làng hẻo lánh đã bị nước lũ cuốn trôi. Nhiều ngôi nhà bị mưa lũ tàn phá khiến dân làng bơ vơ.
Ông Zhao nói có rất nhiều người già và trẻ em ở Wang Zhongjian và khả năng tự cứu mình của họ rất hạn chế. Nhưng trước đợt lũ lụt hiếm hoi kể từ ngày đầu tuần, các chuyên gia về thủy lợi cho rằng trận lũ lụt ở Trịnh Châu là do chính thức xả lũ trong khi trời đang mưa. Các tài liệu nội bộ ở Trịnh Châu bị lộ trên Internet cho thấy việc xả lũ bắt đầu trước khi lệnh được ban hành. Cư dân mạng bình luận, trích lời một quan chức địa phương ở An Huy cho biết việc xả lũ hồ chứa chỉ có thể được xả ra một cách bí mật và không thông báo cho doanh nghiệp phía hạ lưu hồ lưu ý. Do thiên tai nên không cần đền bù. Nếu nó được thông báo, đó là hành động của chính phủ và mọi thiệt hại sẽ được bồi thường và chịu trách nhiệm. Người dân sẽ phàn nàn rằng chính phủ đã không thực hiện đầy đủ việc cứu hộ. Nếu không được thông báo, đó sẽ là một thảm họa tự nhiên. Sau đó, họ sẽ giả vờ tổ chức các cuộc giải cứu và đặt ra cho công chúng nhân dân sẽ biết ơn. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.